Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Một trận động đất rất mạnh được báo cáo vào đêm muộn tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhà cửa bị sập và người dân bị mắc kẹt. Theo truyền thông chính thức cho biết, có 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một người dân Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 10 giờ 55 phút tối ngày thứ Năm, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, với độ sâu tiêu cự 16 km. Đây là một trận động đất cực nông, chiếc đèn chùm trên trần lắc lư. Anh cuộn chăn vội vàng gọi điện thoại cho gia đình, nhưng may mắn người thân trong gia đình anh vẫn ổn. Mạng lưới động đất Trung Quốc Jiangxi xác định rằng vào lúc 7 giờ 34 phút hôm thứ Sáu, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự là 17 km. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, từ tối ngày thứ Năm đến 8 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu, 65 cơn dư chấn đã được ghi nhận, trong đó cơn dư chấn lớn nhất có cường độ 5,3 độ Richter, khiến các tòa nhà bị sập ở thị trấn Mây Tăng và thị trấn Hua Nghe. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, xác định có 12 người chết và 125 người bị thương. Hàng hóa trong siêu thị rơi xuống sàn, sàn nhà xuất hiện những vết nứt lớn. Ngoài ra, khi trận động đất xảy ra, nhiều sinh viên của Đại học Trùng Khánh ở Trùng Khánh nằm cạnh Tứ Xuyên đã vội vã rời khỏi ký túc xá của họ. Tuy nhiên, có thể thấy nhiều bài viết thảo luận trên Weibo nói rằng, khi trận động đất xảy ra các sinh viên trong ký túc xá phải trải qua nhận dạng khuôn mặt từng người một. Có thể thấy trong ảnh, nhiều học sinh đang đứng ở phía bên kia cổng, khiến các sinh viên cảm thấy khá vô lý và chỉ trích sự chậm trễ trong thời gian sơ tán. Vào lúc 13 giờ 21 phút giờ Đài Bắc hôm nay, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại quận Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn nằm gần thành phố Nga Mi Sơn và độ sâu tiêu cự chỉ 14 km. Mặc dù quan chức này tuyên bố rằng chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại, cũng như không có hình ảnh nào được truyền thông địa phương công bố. Ở thành phố Lạc Sơn, trận động đất rung lắc kéo dài ít nhất 10 giây và có tiếng la hét ở khắp mọi nơi, bao gồm cả thành phố Lạc Sơn, Thành Đô, Nghi Tân. Trận động đất đã được cảm nhận rõ ràng. Nếu có bất kỳ tin tức nào về thương vong tiếp theo, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo cho quý vị và các bạn. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, nhiều nơi ở Trung Quốc đã trải qua thời tiết khắc nghiệt trong nhiều ngày. Ít nhất 20 tỉnh có mưa lớn. Cuối tuần vừa qua, Tứ Xuyên lại tiếp tục có mưa xối xả và đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi, trong đó Kuxian County, Zhahu County và các thị trấn khác ở Gia bị lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân địa phương tiết lộ rằng hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Nhiều hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo trước, người dân không có thời gian để thoát thân vào lúc nửa đêm. Được biết, một số thị trấn ở quận Kuxian, quận Zhahu và những nơi khác ở Gia đã trải qua mưa bão lớn và lũ lụt là tồi tệ nhất từ trước tới nay. Video từ hiện trường cho thấy cả con phố ngập trong dòng nước lũ, một số người hét lên, hết rồi. Một số người vật lộn để sống sót trong lũ và tất cả các cửa hàng ở tầng 1 đều bị nhấn chìm trong nước. Nước ở thị trấn Tuxi, huyện Kuxian dâng cao cuồn cuộn. Một số người suýt bị lũ cuốn trôi nhưng đã được cứu sống kịp thời. Nhiều phương tiện bị ngâm trong nước. Những người được hỏi tại khu vực bị lũ lụt ở Gia tiết lộ rằng một số hồ chứa xả lũ cùng lúc mà không có cảnh báo trước. Ít nhất hàng chục thị trấn trong khu vực đã bị ngập lụt, với khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng. Một số người đã bị lũ cuốn trôi và cuộc sống của họ không biết sẽ ra sao. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở thị trấn San Ban, huyện Kuxian, thành phố Gia cho biết, trời mưa to, hồ chứa đang xả lũ và tôi ngủ thiếp đi lúc 1 giờ đêm. Khi lũ đến, mọi người không kịp chạy tránh lũ, lũ lụt khủng khiếp, thiệt hại nặng nề và những ngôi nhà bị ngập sâu trong nước hơn 2 mét, hàng hóa, đồ dùng và tất cả mọi thứ đều bị nước cuốn trôi không còn lại gì. Nước đã rút, những con đường đều bị hư hỏng, nước, điện và thông tin liên lạc đều ngừng hoạt động. Vào ngày hôm qua, tại khu vực của Zhahu, hướng nhà máy chế biến rượu gạo Jiuhu về phía Hihe, Kinh Hui và Miao Ba bị ngập lụt nghiêm trọng và giao thông không thể đi lại được. Một chủ cửa hàng ở Zhahu County ra cho biết, có một hồ chứa ở đây xả lũ nhưng không thông báo. Tại Miao Ba và Kinh Hui ở phía Jiuhu, nơi này lũ lụt nghiêm trọng hơn và hôm qua nước dâng rất cao. Một số vùng nông thôn tình trạng nghiêm trọng hơn do lưu lượng nước về quá lớn, có nhà bị sập. Hôm nay trời không có mưa nên lũ đã rút. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, trong 2 ngày qua có mưa lớn ở phía Đông và Nam Tứ Xuyên. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, 121.600 người ở 6 thành phố Lu, Mia, Nan Chong, Gia, Ba Hong và Ganji đã bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua, một số chuyến tàu và chuyến bay ở thành phố Gia buộc phải tạm dừng hoạt động. Thưa quý vị, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc,
những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã ập đến phía Tây Nam Trung Quốc, gây lũ quét và ngập lụt nhà cửa ở nhiều khu vực. Riêng tại tỉnh Tứ Xuyên, hàng chục nghìn cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm nghìn người khác bị ảnh hưởng. Hôm thứ Bảy, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát đi hình ảnh hàng chục nghìn người dân Trùng Khánh sơ tán với sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ bằng thuyền, đồng thời cho biết lượng mưa ở Trùng Khánh lên tới gần 220mm trong 30 giờ, một kỷ lục mới kể từ năm 1958. Tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận, hơn 62.600 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, hơn 656.600 người bị ảnh hưởng và hơn 8.500 ngôi nhà bị lũ lụt và lở đất phá hủy. Truyền thông địa phương đưa tin tổng thiệt hại khoảng 3,2 triệu đô la. Kể từ thứ Năm tuần trước, nhiều thành phố ở Tây Nam Trung Quốc lần lượt hứng chịu mưa lớn. Tại thị trấn Size, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, một số con đường đã bị phá hủy và nguồn cung cấp điện và nước bị cắt. Theo các phương tiện truyền thông chính thức cho biết, cư dân của 16 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong khi Đài Loan đang nghiêm ngặt đề phòng cơn mưa bão bao quanh, thì gần đây lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam, Chiết Giang và những nơi khác ở Trung Quốc. Các thị trấn bị tàn phá nặng nề. Một số người nói rằng chính phủ đã không thông báo đầy đủ về việc xả lũ và hơn chục người đã bị chết đuối. Họ tức giận cáo buộc chính quyền và các phương tiện truyền thông đã không thông báo trước khi xả lũ để người dân tránh lũ kịp thời. Theo các nguồn tin chính thức, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn kể từ đầu mùa lũ, 377 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo, gần 80% các con sông so với số con sông vượt mức cảnh báo trong cùng kỳ từ năm 1998. Gần đây, mưa lớn đổ xuống ở Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu và những nơi khác, và lũ lụt số 3 năm nay đã xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Trong số đó, sông Tương Giang, sông Mẹ ở Hồ Nam, nhiều nơi đã bị vỡ đê. Vào tuần trước, thị trấn Li Jiali, thị trấn Jialiu trên sông Tương Giang đoạn hồ Tào Gia của thị trấn bị vỡ đê. Làng Jiang Jun đoạn kè sông Tương Giang ở Hồ Nam bị vỡ. Vào hôm Chủ nhật, một vết nứt dài 30m đã xuất hiện ở làng Hao Linh, quận Lu, thành phố Chu Châu. Ông Li, người dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết, mấy hôm trước lũ lên nhanh, đoạn đê của sông Tương Giang bị vỡ và đang được vá đê nhưng hiện vẫn chưa xong. Người dân bên cạnh đê đã bị ngập lụt. Có một con sông ở dưới Chu Châu thuộc thành phố Li Linh, bờ đê nơi này cũng đang bị vỡ. Có thông tin cho rằng có khoảng hơn chục người đã chết. Chính phủ và các phương tiện truyền thông chỉ nói những điều tốt, không phải những điều xấu. Đó là tất cả những lời dối trá và lừa dối người dân. Được biết, người dân vùng bị thiên tai đang thảo luận về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do hồ chứa thượng nguồn xả lũ gây ra. Nhưng chính phủ và các phương tiện truyền thông chính thức đã báo cáo sai sự thật. Lũ lụt ở nhiều nơi không được đưa tin. Ông Tan, một người dân ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam nói, hóa ra khi đập Tam Hiệp được xây dựng, người ta nói rằng nó có thể chịu được lũ lụt nghiêm trọng. Sau khi Tam Hiệp được xây dựng để đảm bảo sức mạnh của con đập, khi lũ đến muốn xả lũ thì lũ lụt càng nghiêm trọng. Truyền thông chính thống không đưa tin lũ lụt nhiều nơi. Nếu họ làm như vậy sẽ làm mất lòng dân. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trường Sa vào ngày hôm qua, báo cáo mới nhất từ Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn Trường Sa cho biết, tính đến 11 giờ ngày hôm qua, Chu Châu, Tương Đàm và Trường Sa vẫn ở trên mực nước cảnh báo và dòng chính của sông Tương Giang phía trên Hoành Sơn đã rút khỏi mực nước cảnh báo. Đài quan sát khí tượng tỉnh dự báo, ở Hồ Nam vẫn có mưa trong vài ngày tới nhưng sẽ yếu đi đáng kể. Kính thưa quý vị khán giả, mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ quét tại Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Được biết 12 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích tại hai nơi. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn bắt đầu vào tối ngày thứ Năm ở phía tây của huyện Tự Trị Quyang, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Từ sáng sớm ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, lượng mưa đo được là 110mm, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Ở thị trấn Kinh Pian và thị trấn Ba Hy ở thượng nguồn, đỉnh lũ sông Kinh Pian và Sinh đã hội tụ và chồng lên nhau ở thị trấn Ba Hy, làm cho 22.300 người ở 13 thị trấn địa phương bị ảnh hưởng, ít nhất 6 người chết và 12 người mất tích. Cùng lúc đó, tại thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc cũng xảy ra thảm họa do mưa lớn. Được biết đã có 6 người thiệt mạng và 3.000 người phải sơ tán, gấp đôi so với lượng mưa trung bình hàng tháng. Một số chuyên gia cho rằng, dưới tác động của biến đổi khí hậu, không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều hơi ẩm hơn. Khi năng lượng được giải phóng dễ gây mưa lớn nên sẽ ngày càng có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự. Giới chức Trung Quốc chỉ ra rằng trận lũ số 3 của sông Hoàng Hà năm nay hình thành ở trung lưu sông và đổ về hạ lưu vào hôm thứ Năm. Hôm nay đo được dòng chảy lớn nhất trong 42 năm qua khi đi qua Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360m. Vì vậy, các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực xả lũ. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy, do dòng chảy của sông He và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn Tông Buôn ở giữa của sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090m3 mỗi giây vào lúc 11 giờ đêm ngày thứ Năm, là trận lũ số 3 sông Hoàng Hà năm nay.
khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam vào ngày thứ 6 cao hơn 11.000 m khối giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 lỗ xả để xả lũ. Các quan chức San Mencia cho biết dòng chảy từ trung và thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ. Mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát. Hiện chưa công bố có thiệt hại hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, thông qua các hình ảnh cho thấy sau trận mưa lớn tại Nam Ninh, Quảng Tây, trên một số tuyến đường trong khu đô thị đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Yao Wenshen, Tổng thư ký trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc, kiêm Phó Giám đốc Cục Quản lý Khẩn cấp chỉ ra rằng Trung Quốc bước vào mùa lũ đầu năm với nhiều trận mưa lớn và thiên tai nghiêm trọng ở một số khu vực. Cho đến nay, 695 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo và 33 con sông đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi kỷ lục được ghi nhận, chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây. Zhao Shengwen cho biết thêm, kể từ đầu năm nay, 29,056 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 71,36 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 9,67 tỷ đô la Mỹ. 2,493 triệu người đã phải di dời và tái định cư khẩn cấp và 340 số người bị chết và mất tích do lũ lụt, so với mức trung bình giảm hơn 30%. Trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc tổ chức vào sáng ngày hôm qua, Zhao Shengwen chỉ ra rằng tình hình mưa, lũ lụt và thiên tai năm nay ở Trung Quốc có một số đặc điểm chính. Quá trình mưa lớn diễn ra thường xuyên và các khu vực mưa trồng chéo cao, có nhiều mối nguy hiểm về kỹ thuật và thảm họa địa chất núi lửa rất nặng nề. Thiệt hại do thiên tai gây ra nặng nề nhưng thương vong đã giảm đáng kể. Zhao Shengwen cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay đã có 23 trận mưa bão khu vực ở Trung Quốc và lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc và Phúc Kiến là 35% đến 100%. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây là cao nhất kể từ khi các kỷ lục khí tượng được ghi nhận. Và lượng mưa ở trung tâm Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Phúc Kiến đã vượt quá 1.500mm. Cách đây vài ngày, cơn bão đầu tiên Siam Ba đã đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay còn được gọi là bão Phu Rông và hệ thống mây tuần hoàn của nó đã mang lại lượng mưa lớn trên diện rộng cho nhiều nơi. Zhao Shengwen cho biết công tác kiểm soát lũ lụt quốc gia của Trung Quốc bước vào thời kỳ quan trọng, dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn ở miền Bắc Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc và các địa điểm và thiên tai lũ lụt sẽ nặng nề hơn tại Tân Cương, Hoa Đông và Trung Trung Quốc. Có thể xảy ra thời kỳ hạn hán trên đất liền, bão đổ bộ có thể chủ yếu là phía Tây Bắc, trong khi khả năng cao đổ bộ vào đất liền ở phía Bắc. Thưa quý vị, tại Hà Nam, mưa bão dữ dội cũng đã xảy ra và đã phá hủy đám mây ma quỷ nhiều lần. Đoạn video do một số cư dân mạng tổng hợp cho thấy, một số lượng lớn cây cối đã bị gió mạnh quật ngã, mái tôn bị hất tung, nhiều phương tiện bị gió giật thổi bay. Ngoài ra còn có những tia sét ở độ cao thấp chiếu xuống mặt đất và lửa cháy khắp nơi. Những cơn gió lớn cũng đánh sập nhiều cơ sở lắp đặt điện, tạo ra một chuỗi tia lửa lớn. Cảnh tượng rất đáng sợ. Ảnh chụp màn hình của video trên web cho thấy vào chiều qua trên các đường phố của thành phố Trịnh Châu sau một trận mưa lớn và ngày kỷ niệm đầu tiên của thảm họa lũ lụt ở Hà Nam, mưa lớn tiếp tục ở nhiều nơi trong tỉnh gây ra nhiều thảm họa. Ở một số khu vực, mưa xối xả kèm theo gió mạnh, sấm chớp và đám mây ma quỷ liên tục thay đổi, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Đài quan sát khí tượng Hà Nam dự báo trong 3 ngày tới, hầu hết các tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to và mưa rất to cục bộ ở một số huyện, thành phố phía Tây Bắc Bộ và miền Trung Đông của tỉnh. Trong đó, từ chiều đến đêm ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, một số huyện, thành phố Giao Chỉ, Gia Viễn, Tân Hương, Thượng Khâu, Chu Khẩu, Jumadian, phía Đông và Bắc Bộ, các khu vực của Nam Dương và Nam Lạc Dương đã trải qua mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Ngoài ra, Jiwan, Anjiang, Luoyang, Yanzhou và Jiuzhou đã xảy ra mưa rông và gió giật mạnh trên cấp 10 vào chiều ngày hôm nay, có địa phương đạt cấp 12, cấp 13. Từ tối ngày hôm nay đến 3 ngày tới, Nam Puyang, Đông Anjiang, Đông Hebi, Trung và Đông Tân Hương, Đông Jiaozhou, Bắc
và Đông Lạc Dương, Trịnh Châu, Khai Phong, Thượng Khâu, Bình Đông Sơn, Su Trang, Lưu Hê, Juku, Bắc và Đông Jumadian và Đông Bắc Nam Dương sẽ có mưa dông và gió giật mạnh lên cấp 10 hoặc mưa đá có đường kính từ 15mm trở lên ở nhiều nơi như Bộ Ngoại giao và phía Bắc Tân Dương, sức gió cục bộ có thể đạt trên cấp 12. Các phương tiện truyền thông đại lục hiếm khi đưa tin về những cơn bão dữ dội ở Hà Nam. Tuy nhiên, một số lượng lớn video đã được đăng tải trên Internet tiết lộ cảnh gió giật mạnh tại địa phương. Đoạn video do một số cư dân mạng tổng hợp vào ngày hôm nay cho thấy, một số lượng lớn cây cối đã bị gió mạnh quật ngã, mái tôn bị hất tung, nhiều phương tiện bị gió mạnh thổi bay. Ngoài ra còn có những tia sét ở độ cao thấp chiếu xuống mặt đất và lửa cháy khắp nơi. Những cơn gió lớn cũng đánh sập nhiều cơ sở lắp đặt điện, tạo ra một chuỗi tia lửa lớn. Cảnh tượng rất đáng sợ. Cảnh quay trong video không phải là tất cả các cảnh của chiều ngày hôm nay. Một số bức ảnh được chụp từ trận mưa lớn và lốc xoáy ở huyện Suyang, Changku, tỉnh Hà Nam vào 3 ngày trước. Trên mạng đại lục cũng xuất hiện nhiều video cho thấy cảnh nước ngập úng ở một số khu vực đô thị Trịnh Châu, Thương Khâu và những nơi khác sau trận mưa lớn vào ngày hôm nay. Một số cư dân mạng xôn xao thông tin, chỉ sau trận mưa lớn kéo dài 20 phút ở Trịnh Châu, đường phố biến thành sông, người đi bộ và phương tiện buộc phải băng qua dòng nước ngập úng, một số tuyến phố gần như bị nước nhấn chìm. Ngoài dông bão và mưa lớn, mây đen ở Trịnh Châu, An Dương và những nơi khác cũng khá kinh hoàng, khiến cư dân mạng gọi là ngày tận thế. Đoạn video và những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy những đám mây đen cuộn tròn trước cơn mưa xối xả cục bộ ập đến, trông giống như một bầy quỷ hung dữ, trong chốc lát ngày biến thành đêm. Đám mây ma quỷ lúc đầu có màu đen, sau đó chuyển sang màu xanh lam, xanh lục, xanh tím đáng sợ và cuối cùng là màu vàng trở lại. Cư dân mạng địa phương cho biết có cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Một số cư dân mạng cho rằng người đi đường và các phương tiện lưu thông trên đường như đang bay trong mưa, chẳng khác gì một cuộc trốn chạy ngày tận thế. Hình ảnh trên web cho thấy đám mây ma quỷ đáng sợ bao trùm Trịnh Châu vào chiều nay trông thật đáng sợ. Kính thưa quý vị, mưa lũ và các hiện tượng thời tiết dị tượng xuất hiện trưa qua, nay lại xảy ra sạt lở ở sông Nu của Vân Nam. Phóng viên được biết từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nữ Giang, tỉnh Vân Nam cho biết tin, lúc 16 giờ ngày hôm qua, do một trận mưa bất ngờ, một trận lũ quét và dòng chảy đá vụn đã xảy ra trên sông Makadi, thị trấn Gudeng Lusui, thành phố khu tự trị Nuyang Lisu, tỉnh Vân Nam, khiến 186 người bị ảnh hưởng, 405 người vẫn được an toàn. Theo báo cáo, thảm họa dòng chảy từ núi đá và bùn đã gây ra thiệt hại cho nhà cửa, đất canh tác, kè sông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác ở nhiều mức độ khác nhau, đồng thời làm gián đoạn giao thông, thông tin liên lạc và điện, đường, trường, trạm. Sau thảm họa, địa phương đã tích cực tổ chức cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Do được cảnh báo sớm kịp thời nên những người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi tái định cư kịp thời, không xảy ra thương vong. Đến nay, 52 hộ với 186 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được tái định cư hợp lý, 95 hộ với 405 nhân khẩu đã được tránh nguy hiểm. Một số đường điện và thông tin liên lạc đã được khôi phục và nhiều công tác cứu trợ thiên tai đang được thực hiện trong những ngày tới. Tỉnh Nữ Giang nằm ở biên giới Tây Nam Trung Quốc là tỉnh tự trị Lisu duy nhất của cả nước, đồng thời là vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới, là vùng chức năng sinh thái quan trọng và là nơi có 3 dòng sông chảy song song là sông Dương Tử, sông Mê Công và sông Sao Huy, hay còn gọi là sông Nộ Giang. Thưa quý vị, thảm họa dòng chảy mảnh vụn xảy ra do lượng mưa lớn thường xuyên vào mùa hè và mùa thu hàng năm nên thường gây ra hiện tượng lở đất. Dòng chảy mảnh vụn là một hiện tượng địa chất thảm khốc. Thảm họa dòng chảy đá vụn không chỉ có quy mô lớn, nguy cấp mà còn có sức tàn phá mạnh mẽ. Dù chúng đi đến đâu thì mọi thứ đều bị phá hủy. Vậy thực chất thảm họa dòng chảy mảnh vụn là gì? Cách tránh nguy hiểm khi gặp dòng chảy mảnh vụn, dưới đây chúng tôi sẽ giải thích cho bạn. Dòng chảy đá vụn thuộc về tai biến địa chất bề mặt. Dòng chảy đá vụn là một dạng tác động địa chất giữa dòng chảy và đất lở. Dòng chảy cặn điển hình bao gồm một loại bùn nhớt, dầu phù sa và đất sét với các mảnh vụn rắn, thô, lơ lửng. Trong điều kiện địa hình thích hợp, một lượng lớn nước xâm nhập vào vật liệu tích tụ rắn ở sườn đồi hoặc lòng mương làm giảm độ ổn định của nó và vật liệu tích tụ rắn bão hòa với nước, di chuyển dưới tác dụng của trọng lực riêng tạo thành dòng chảy vụn. Dòng chảy mảnh vụn là một hiện tượng địa chất thảm khốc. Các trận lở bùn thường bùng phát đột ngột và rất dữ dội. Chúng có thể mang theo những tảng đá khổng lồ và di chuyển với tốc độ cao, có tốc độ cực mạnh và có sức hủy diệt khủng khiếp. Nó phun trào đột ngột hung dữ và có sức công phá lớn. Tránh nguy hiểm khi đối mặt với lở đất. 1. Khi gặp sạt lở, không nên trốn đến nơi địa hình thoáng, cây cối mọc thưa thớt,
có thể chọn khu vực cây cối mọc rậm rạp để thoát thân, để cây cối rậm rạp cản đường tiến của sạt lở. 2. Gặp mưa lớn, lở đất thì không nên trốn vào vùng có tầng đất dày mà phải trốn vào vùng đất đá không có sỏi, cứng và không dễ bị mưa cuốn trôi. 3. Khi gặp dòng chảy đá vụn, không nên tránh dưới sườn đồi dốc, trèo cây, có thể chọn chỗ đất cao bằng phẳng và an toàn để tránh dòng chảy đá vụn đổ xuống sườn đồi gây hư hỏng những cái cây. 4. Trong trường hợp có lượng mưa lớn trong thung lũng khi xảy ra lở đất, đừng hoảng sợ và không thoát ra theo hướng có lở đất. Khi có dòng chảy đá vụn gặp mưa phải kiên quyết xác định đường thoát an toàn. Đường đi phải leo dốc về hai phía theo phương thẳng đứng, nơi có dòng chảy đá vụn càng leo cao càng tốt, càng nhanh càng tốt đi xuống phía dưới. 5. Nếu gặp mưa lớn khi đi bộ đường dài dọc theo thung lũng, bạn nên nhanh chóng di chuyển đến vùng cao an toàn và đừng ở lại quá nhiều dưới đáy thung lũng. Chú ý đến môi trường xung quanh và đặc biệt chú ý xem bạn có nghe thấy âm thanh giống như sấm sét phát ra từ thung lũng ở phía xa hay không. Chọn chỗ đất cao bằng phẳng làm trại, tránh càng nhiều càng tốt dưới sườn đồi có đá lăn và tích tụ nhiều. Không cắm trại dưới đáy thung lũng, khe núi. Khi sạt lở, bạn nên vứt bỏ ngay các thiết bị du lịch, hành lý nặng trên lưng và chọn con đường an toàn để thoát ra ngoài, nhưng không thể vứt bỏ các dụng cụ thông tin liên lạc để liên lạc với thế giới bên ngoài nhờ giúp đỡ. Một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Vào ngày hôm đó, xi măng Hồ Nam bị sét đánh và gió giật mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị đổ. Đoạn video cho thấy một tấm biển quảng cáo lớn bị thổi đổ, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi sập, tia lửa điện xuất hiện trên dây điện hai bên đường. Hiện chưa rõ thương vong, thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn. Đồng thời, một đợt mưa lớn mới đang quay trở lại. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó, thành phố Xi Măng đã đưa ra cảnh báo màu vàng về dông bão và gió mạnh. Trong vòng 6 giờ, có gió giật mạnh từ cấp 9 trở lên kèm theo sấm sét mạnh. Cùng ngày, một trận mưa như chút nước ở một số khu vực ở Bắc Kinh kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Ở Sinfadi, quận Phong Đài, Bắc Kinh, đường phố ngập trong biển và xe cộ ngập trong nước. Vào sáng sớm cùng ngày, trên cộng đồng người Bai Tuba ở quận Thuận Khánh, thành phố Nam Đồng, Tứ Xuyên có sấm sét và mưa rông và một tia sét tuyến tính cực mạnh xuyên thủng bầu trời. Trước đó một ngày, một cơn bão dữ dội đã bùng phát ở Kidong, Yangsu. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố. Một số người nói rằng mọi người đang vật lộn để tiến về phía trước trong gió, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương không ai thấy được đây là bến sông, là chốn thần tiên. Đồng thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đợt nắng nóng quét qua các tỉnh thành phố Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành phố khác. Chiết Giang đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục lên tới gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho các bệnh nhân say nắng mỗi ngày. Ít nhất, một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng hồi đầu tháng. Tại Phúc Châu, Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường bị nghi là tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ cao. Chủ xe ô tô tự phát cháy, trời nóng quá là tự cháy. Chất điều hòa xe có vấn đề rồi xe kia cháy xém. Nhiệt độ cao liên tục dẫn đến tăng tải điện. Vào giữa tháng, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục, các nhà chức trách cho biết. Kính thưa quý vị, vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, tại lễ bế mạc, ông Hồ Cẩm Đào, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, buộc phải rời khỏi địa điểm và khiến cả thế giới bàng hoàng. Được cho rằng đó là một trận động đất nhỏ vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Lúc 13 giờ 17 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lút, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, và trận động đất được cảm nhận ở thành đô Lạc Sơn, Tân Giang và những nơi khác. Có thể bạn vẫn nhớ rằng cách đây hơn một tháng, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cũng đã xảy ra ở quận Lút. Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trận động đất xảy ra vào ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trên thực tế, kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các trận động đất chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc đại lục. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận động đất chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc đại lục. Vừa qua, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra ở Lhasa, Lebanon, Lhasa Lik, Nội Mông Cổ. Và một ngày trước đó, một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra ở huyện Kemo, tỉnh Baiyangle, Tân Cương, và trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra ở huyện Nia Lam, thành phố Siket, Tây Tạng và Thanh Hải.
một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở thành phố Manga, tỉnh Haisi. Một trận động đất 3,7 độ Richter nữa cũng đã xảy ra ở hạt Ritu, tỉnh Ali, Tây Tạng, và trận động đất 3,8 độ Richter xảy ra ở hạt Bachu, Kashi, Prefecture, Tân Cương, Bachu County, Kaga, Prefecture, Tân Cương. Tiếp tục xảy ra 3 trận động đất, trong đó cao nhất là 5,1 độ Richter. Chỉ trong vòng 6 ngày đã có rất nhiều trận động đất diễn ra khá thường xuyên. Ngoài ra, cùng ngày, Tập Cận Bình tham gia thảo luận của đoàn đại biểu Quảng Tây của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xảy ra một vụ cháy núi ở thị trấn Dung Giang, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây. Tin tức trên Internet cho biết ngọn lửa lan rộng cả ngày lẫn đêm và vẫn đang hoành hành, bùng cháy từ huyện Hình An đến huyện Linh Xuyên và từ Linh Xuyên đến huyện Tuyền Châu. Những ngôi nhà được cho là đã bị phá hủy và người đã bị chết cháy. Cũng trong ngày, một vụ cháy núi đã bùng phát tại thị trấn Long Tuyền, huyện Tây An, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Đoạn video cho thấy khu vực địa phương vẫn còn đầy lửa vào đêm khuya. Và nhiều ngôi làng và thị trấn cũng chìm trong biển lửa và nhà cửa bị thiêu rụi. Ngoài ra còn có một vụ cháy rừng lớn ở thành phố Gansu, tỉnh Giang Tây. Trước đó, một video lan truyền trên một trang web đại lục cho biết do gió mạnh, ngọn lửa ở Gansu đã bùng cháy hàng chục giờ mà vẫn chưa được dập tắt. Ngoài ra, một đoạn video từ Douyin cho thấy một ngọn núi đã bùng phát ở huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Do gió mạnh nên lửa trên ngọn núi địa phương tiếp tục lan rộng cho đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhạy cảm này, nhiều người không biết đến những tin tức động đất và hỏa hoạn nói trên vì sự im lặng của các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả khi họ biết, nhiều người bao gồm cả Jong Nan-hai từ lâu đã quen với điều này và không muốn chấp nhận nó. Bởi vì hỏa hoạn, động đất và các thảm họa khác đã xảy ra thường xuyên trong những năm qua, điều này không có gì mới. Đôi khi sẽ có hơn 50 trận động đất xảy ra trong một tháng. Những người từ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến người thường đều không đồng tình, nhưng họ thực sự bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần. Họ không tin rằng đây là những hình phạt và cảnh báo của Chúa, mà cho rằng đây chỉ là một điều tự nhiên hoặc ngẫu nhiên. Nhưng phải có lý do đằng sau nó. Người xưa cho rằng thế giới được tạo nên từ những chất có 5 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành. Ngũ hành tương sinh và khắc chế, tăng trưởng và thay đổi lẫn nhau là quy luật cơ bản của sự vận chuyển và biến đổi của thế giới. Dựa vào đó, người ta có thể hiểu rõ mọi hiện tượng trên thế giới, chẳng hạn như sự vận hành của các tầng trên trái đất, sự thay đổi của thế giới loài người và sự thay thế của các triều đại. Đông Zhongshu thời Tây Hán đã đưa ra thuyết cảm ứng giữa trời và người trên cơ sở thuyết âm dương ngũ hành. Cụ thể, nghĩa là trời và người là tương khắc, thưởng phạt của trời dựa vào hành vi tốt hay xấu của con người. Các vị thần sử dụng phu rui và các thảm họa để bày tỏ sự ngưỡng mộ và lên án đối với những kẻ thống trị và sử dụng chúng để hướng dẫn các hoạt động của thế giới con người. Ông cũng nhấn mạnh tác động đáng báo động của thiên tai, tin rằng thiên tai và những thay đổi là do sai lầm của các chính trị gia. Đông Yong-su cho rằng các thảm họa thiên nhiên khác nhau tương ứng với những điều khác nhau. Và các thảm họa thiên nhiên khác nhau phản ánh những thất bại chính trị khác nhau, đòi hỏi các biện pháp khắc phục khác nhau. Chẳng hạn, động đất cho thấy các quan đại thần hài lòng, thế lực chính trị không ổn định, người cầm quyền cần tự trách mình không giúp được dân. Ví dụ, lửa trong Shangwei tin rằng đó là do những kẻ xấu xa nắm quyền và những người chính trực phải chịu đựng, và đó là một lời cảnh báo cho hoàng đế. Trái ngược với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc lúc này và những gì đã xảy ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải động đất và hỏa hoạn, chỉ phản ánh thực tế rằng những kẻ xấu xa đang nắm quyền, những người chính nghĩa đang phải chịu đựng và chế độ không ổn định. Theo quan điểm của Đông Yong-su, nếu những người cai trị có thể chấp nhận những lời cảnh báo của Chúa và cải thiện khả năng quản lý của họ, họ sẽ đáp lại Chúa và thay đổi số phận của họ, nếu không họ sẽ mất nước và mất quyền lực. Cũng dựa trên sự hiểu biết này mà từ thời nhà Hán trở đi, hoàng đế Yongde bắt đầu ban hành sắc lệnh trị tội sau những thảm họa. Truyền thống này tiếp tục đến thời nhà Thanh và nó cũng phản ánh truyền thống tôn kính đạo trời của các nhà cai trị cổ đại và tìm kiếm đạo đức cho chính phủ. Theo một số thống kê, có 15 vị hoàng đế thời Hán ban hành sắc lệnh trị tội, một vị trong Tam Quốc là Ngụy Văn Đế, hai vị ở Vương quốc Ngô, 7 vị vào thời nhà Tấn, 14 vị ở Nam Triều, một vị ở thời Tam Quốc, triều đại phương Bắc, một thời nhà Tùy, 8 thời nhà Đường, thời Tống, một thời Liêu, một thời Tấn, 4 thời Nguyên, 3 thời Minh và 8 vào thời nhà Thanh. Ngoài hỏa hoạn và động đất, còn có những người lính bị thất lạc và bại trận, hạn hán và lũ lụt, nhật thực và sự xuất hiện của hạn hán và châu chấu.
và không thiếu những tấm gương trong lịch sử Trung Quốc về những người không nghe theo lời cảnh báo của trời mà tự sát, chẳng hạn như Xie Ji, vua Zhu của nhà Thương và hoàng đế Thuấn của nhà Hán. Lịch sử là một tấm gương, hãy nhìn vào đất nước Trung Quốc hiện tại, nơi mà những kẻ ác đang nắm quyền, dối trá đầy rẫy, ác ý tràn lan. Những hành động xấu xa khắp nơi, những sự việc xấu xa nối tiếp nhau xuất hiện, lòng tốt bị đàn áp và người dân bị áp bức, đặc biệt là chính sách xóa sổ. Trong 3 năm qua, điều này đã thu hút nhiều lời phàn nàn, đồng thời nhiều thảm họa khác nhau đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, trước những lời cảnh báo liên tục của Thượng Đế, các quan chức cấp cao của Trung Nam Hải đã ngoảnh mặt làm ngơ và làm ngơ trước bức tượng trời. Trận động đất và hỏa hoạn xảy ra trong những ngày khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn là cơn giận dữ từ trên trời rơi xuống. Mưa bão kéo dài bất ngờ xuất hiện nhiều hơn, đã có mưa lớn ở tại nhiều vùng miền núi, ở những vùng rất khô và gần như là trải dài trên lãnh thổ của Trung Quốc. Một lãnh thổ rộng lớn nhất của thế giới không chỉ xuất hiện những đợt mưa to mà còn luôn xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài rất dài. Ngoài ra, lũ lụt ảnh hưởng đến 28,5 triệu người, hầu hết các nước phương Tây ước tính thực tế có khoảng 3,74 đến 4 triệu người. Những trận lũ lụt thiên tai mà đất nước phải gánh chịu là cực kỳ nghiêm trọng khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên đất nước này. Bắc Kinh hiện tại và bây giờ đã trở thành một trong những thành phố chết của Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại. Những cơn mưa dày dặn như chút nước từ đầu tháng trước tới nay ở các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, tình hình của đất nước Trung Quốc sau một đợt hạn hán kéo dài kỷ lục tại Trung Quốc được lên sóng lịch sử trong vòng 40 năm qua. Thời tiết bất thường ở một vùng rộng lớn của thượng nguồn sông Dương Tử, từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh và Vũ Hán, rồi bất ngờ thời tiết lại thay đổi một cách đột ngột. Kể từ đầu tháng trước cho đến nay, lượng mưa vẫn chưa ngừng nghỉ trên đất nước và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Đất đai ở nhiều miền núi bị khô cạn lâu ngày không có nước. Những trận mưa to đã ngấm nước dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, kèm theo lượng phù sa quá lớn do cơn lũ đổ về khiến cho dòng nước lũ dâng cao bất thường tại sông Dương Tử, gây nên cảnh lũ lụt lịch sử, làm cho số người chết tăng vọt lên 145.000 người chỉ sau một đêm. Hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại huyện Tây Nam của Trung Quốc, khiến cho đường xá bị san lấp và một đập thủy điện đã bị vỡ. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở một huyện tự trị tỉnh Tứ Xuyên, có thể thấy một lượng lớn cây cối, đất đá đã tụt xuống và chắn ngang một con đường. Trong lúc hàng triệu người dân thi nhau chạy khỏi Trung Quốc vì trước mắt họ là hố tử thần, sau đó người dân đồng loạt quỳ gối cầu trời khấn Phật. Lượng nước khổng lồ trong hồ chứa dẫn đến con đập thủy điện phải xả lũ. Từ sự vụ đau thương kia đã cho chúng ta chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều ngôi nhà của người dân thường ở chân đồi đã bị chôn vùi. Lở đất kèm thêm nước lũ dâng cao khiến cho con đê trên sông Chu Ly bị vỡ và gây nên mất điện ở trạm thủy điện Mai Long. Theo đài quan sát Tứ Xuyên, nhiều chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn trôi xuống sông và phòng điều hành của trạm thủy điện bị cuốn bay trong trận lở đất lúc 14 giờ ngày hôm qua. Theo giờ địa phương Bắc Kinh, theo thống kê của Ủy ban khắc phục lũ lụt và thiên tai, đã có hơn 300 người chết và mất tích, gần 7.000 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị chôn vùi và cuốn theo dòng nước lũ, hàng triệu tài sản hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền tự trị thông báo gần 50.000 mét khối đất đá đã chắn ngang một con sông, tạo thành một hồ nước lớn gây nguy hiểm cho nhiều người dân đang sinh sống ở đây. Đến sáng nay, giao thông vận tải trên tuyến đường này đã và đang bị tắc nghẽn. Chính quyền nơi đây đang lên kế hoạch xử lý 50.000 khối đất đá ra để tìm kiếm những người bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh sát giao thông được triển khai ở hai đầu lối ra và hướng vào, giúp phương tiện di chuyển sang một con đường khác. Hơn 1,7 triệu người ở khu vực gồm 7 tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sự cố vỡ đập xảy ra. Trong năm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước và là lượng mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1949 cho đến nay. Các giá trị lượng mưa lớn này đã gây nên sự cố ngoài ý muốn cho chính quyền Trung Quốc trong tháng này, đã phá hủy mùa màng và Bắc Kinh đã phải sơ tán 88,2 triệu người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt mưa bão năm nay đã gây ra nhiều tổn thất. Khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã và đang phải trải qua những cơn mưa, khối lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài và gây lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất là 10 triệu người, thiệt hại về kinh tế là hàng tỷ nhân dân tệ.
mực nước tại hồ chứa đạt mức 144m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500m³ lên 26.500m³ mỗi giây chỉ sau một ngày, đã làm dấy lên những lo ngại về cấu trúc của các con đập đang đứng trước sức ép vô cùng lớn. Người dân cần phải được sơ tán ngay lập tức. Tin đồn về việc đập Tam Hiệp sắp vỡ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như đang đổ thêm dầu vào lửa, buộc chính quyền nhà nước Trung Quốc cần phải lên tiếng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay dẫn lời một chuyên gia nhận định đập Tam Hiệp được thiết kế là đủ sức chịu áp lực và được các nhà nghiên cứu về cơ học kỹ thuật của Trung Quốc nhận định rằng đập Tam Hiệp vẫn đang an toàn, kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lượng nước hồ chứa đổ về đạt 75.000m³ một giây. Ông lưu ý rằng lượng nước hiện tại cao hơn mức cảnh báo lũ là 2m, nghĩa là đập Tam Hiệp phải xả gấp để cân bằng lại. Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc luôn tạo ra vẻ bề ngoài đất nước mình an toàn, đất nước mình là số 1, nhưng những người dân nơi đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mà nếu có những thông tin này thì chúng ta cũng chẳng biết được rằng đất nước Trung Quốc là như vậy. Đập Tam Hiệp, ông ta nói là vẫn an toàn và sẽ an toàn hay sao? Đúng là hiện tại thì vẫn an toàn, hiện tại vẫn chưa vỡ, nhưng trong tương lai chẳng biết khi nào con đập này sẽ vỡ. Vậy mà ông ta dám đảm bảo cho mọi người vẫn an toàn. Tại sao ông ta không cảnh báo cho người dân của Trung Quốc rằng đập này có nguy cơ vỡ để người dân kịp thời đưa ra những biện pháp để phòng chống phù hợp với thiên tai, dịch họa? Đập Tam Hiệp này mà vỡ thì nó rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Không biết vỡ bất cứ lúc nào, tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng đây là chuyện bình thường trong mùa mưa. Nước không phải là thách thức lớn nhất và là số 1 của hồ chứa. Một số chuyên gia cho rằng lời khẳng định của ông Ki Sung, nhà nghiên cứu Viện Cơ học của Trung Quốc giống như mang tính chính trị chứ không phải là mang tính kỹ thuật của nhà khoa học. Tân Hoa Xã thì không phủ nhận tin đồn này khẳng định an toàn đập Tam Hiệp. Thay vào đó, cơ quan này phát đi bản tin về số con tàu đi vào đập Tam Hiệp năm 2019 và những thành tựu mà đập Tam Hiệp có thể nhận được, đó là lưu lượng điện. Nhưng thay vào đó, họ chẳng bao giờ đăng tin về những thiệt hại cho việc xây dựng đập Tam Hiệp. Kể từ khi xây dựng, động đất xảy ra nhiều hơn, khí hậu bị thay đổi kèm theo rất nhiều thiên tai mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Nhưng truyền thông của nhà nước chẳng bao giờ đưa những thông tin đó. Khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định rằng hệ thống thang máy dành cho tàu bè tại đập Tam Hiệp cũng như nhiều cấu trúc khác của nó vẫn an toàn. Năm 2020, có đến 146.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trên các tàu qua con đập Tam Hiệp. Theo truyền thông và báo Trung Quốc trích dẫn các bản tin, từ tháng trước cho đến nay đưa tin rằng có hàng chục triệu người đã bị thiệt hại do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại miền Nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ có tác động đến 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời và 1.300 ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đến 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 466 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, tại khu vực tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 62 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một địa điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ về, người dân và du khách phải đi sơ tán gấp. Có hơn 1.000 khách sạn đã bị ngập sâu đến 1 mét so với mực nước và 5.000 cửa hàng bị ngập lụt, hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kính thưa quý vị, vừa qua, những trận mưa tầm tã đã xảy ra hơn 2 ngày trước đó, khiến cho con đập Tiểu Bá vì không chịu nổi áp lực nước khủng khiếp đổ về mỗi giờ. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm đó đã bị vỡ, khiến hàng tỷ mét khối nước ập xuống như một cơn sóng thần trút xuống các khu vực vùng hạ lưu với vận tốc trên 100 km/h. Chỉ trong vài phút sau đó đã nhấn chìm hàng loạt tỉnh thành phố xuống dòng nước như một trận đại hồng thủy, hàng triệu xe cộ các loại cùng hàng trăm cây cầu bị cuốn trôi, hàng trăm ngàn ngôi nhà xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở hành chính dân sự và quân sự ở các tỉnh như Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy, Trùng Khánh đã bị phá hủy và chìm trong dòng nước dữ. Hơn 18.000 người dân và binh sĩ bị thiệt mạng và mất tích, 2 triệu hecta diện tích lúa hoa màu bị hư hại và ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng trên 24 tỷ đô la Mỹ. Mưa lũ, vỡ đập còn gây ra một vụ sạt lở đất khủng khiếp đã chặn đứng dòng chảy của một con sông ở tỉnh Giang Tô, tạo ra địa chấn lớn, đe dọa các ngôi làng kế cận thành phố Ân Thi ở hạ nguồn.
Theo SCMP, dẫn thông tin từ Cơ quan Kiểm soát Thiên tai và Hạn hán thành phố Ân Thi cho hay, hồ chấn hình thành khoảng từ 10 triệu mét khối đất lở trên sông Châu, một nhánh của sông Trường Giang vào sớm ngày hôm sau. Đến khoảng 3 giờ sáng, nước từ thượng nguồn tràn qua hồ này tiếp tục ào xuống hạ lưu với vận tốc 2.000 mét khối trên giây. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm hơn 120.000 binh sĩ đã được huy động và triển khai để cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở đất và khắc phục hậu quả vô cùng thảm khốc trong vụ lở đất lần này. Vụ lở đất khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 căn nhà bị vùi lấp. Ẩn sau đập Tam Hiệp, những con số khổng lồ biết nói và mối nguy hại khôn lường. Mong ước xây dựng một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc trong thế kỷ 21 để có thể sánh ngang công trình lịch sử Vạn Lý Trường Thành, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián, bất chấp cả việc ẩn sau dự án Đập Tam Hiệp vĩ đại này là những con số khổng lồ với chi phí thiệt hại. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, Đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc, mà còn để chế ngự con sông dài nhất nước này. Theo hệ tư tưởng đấu trời, đấu đất, đấu người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đập Tam Hiệp là một trong những đập lớn nhất thế giới, dài 2,3 km và là công trình công cộng gây nhiều tranh cãi trong thời hiện đại. Để bắt đầu, tổng chi phí của dự án này ước tính là 90 tỷ nhân dân tệ, 12,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chỉ tính riêng cho việc xây dựng là 50 tỷ nhân dân tệ, 40 tỷ nhân dân tệ khác sẽ dành cho việc di dời dân cư sống trong khu vực hồ chứa. Toàn bộ dự án mất gần 2 thập kỷ để xây dựng. Tuy nhiên, trong cuốn sách The Three Dogs Dam, tác giả Thierry Sajun, Pedro cho biết, tính cả lãi phát sinh trong quá trình xây dựng và lạm phát, tổng mức đầu tư có thể lên tới 204 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 1998, hơn 1/3 khoản đầu tư hàng năm của chính phủ đã được phân bổ cho các khoản trả nợ vay hoặc do lạm phát liên quan đến công trình này. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp hạn mức tín dụng hàng năm là 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Từ năm 1990 đến năm 2003, nhiều ngân hàng Trung Quốc, thường là công ty con hoặc đối tác của các ngân hàng quốc gia lớn, cũng cung cấp tín dụng cho dự án này. Do đó, hệ thống ngân hàng trong nước đã tài trợ 2/3 dự án Tam Hiệp với số tiền hơn 140 tỷ nhân dân tệ, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, năm tổ chức là Banque Nationale de Paris, Société Générale, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải HSBC, Ngân hàng Disney của Đức và Tập đoàn Phát triển Xuất khẩu của Canada đã cùng nhau cung cấp tổng cộng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho dự án xây đập này. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới từ chối cấp vốn và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ từ chối cung cấp bảo lãnh tài chính cho các công ty Hoa Kỳ liên quan đến việc xây dựng con đập nhiều rủi ro này. Một trong những khía cạnh gây tranh cãi của dự án này là chi phí khổng lồ của nó đối với việc di dời những người dân làng đã sống hàng thế kỷ bên bờ sông để dọn đường cho hồ chứa khổng lồ của con đập. Khoảng 1,4 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử đã phải di rời. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc ước tính rằng hơn 2.000 di tích biến mất, khoảng 1.208 địa điểm khảo cổ đã bị nhấn chìm, bao gồm 30 địa điểm thời kỳ đồ đá có tuổi từ 30.000 đến 50.000 năm, hàng chục hang động thời kỳ đồ đá cách đây gần 4.000 năm, các ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Hán từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên và các ngôi đền nhà Minh có từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 cũng bị nhấn chìm. Một số chuyên gia ước tính có tới 15.000 di tích lịch sử và tiền sử bị ngập lụt. Tổng cộng, các nhà khoa học khảo cổ Trung Quốc đã yêu cầu 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 420 triệu đô la Mỹ cho mục đích cứu khoảng 10% các di tích. Tuy nhiên, chỉ 1/5 số tiền được cấp bởi chính phủ Trung Quốc và không có gì từ các tổ chức quốc tế như UNESCO. Tin chấn động toàn châu Á khi mà hôm qua ông Tập Cận Bình báo động toàn quốc bởi một tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc bốc cháy dữ dội ở Biển Đông, làm cho Bắc Kinh mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, hôm qua Trung Quốc đã nhận một cái tin được cho là sét đánh khi một tàu đổ bộ tấn công, hay còn gọi là một tàu sân bay thế hệ mới của phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội ngoài Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải một đoạn video cho thấy những cột khói bốc cháy lên cuồn cuộn, nghi ngút khắp một vùng biển nơi một con tàu sân bay kia phát hỏa. Hiện phía Trung Quốc đang rất bàng hoàng và cho tiến hành gấp một cuộc họp để tìm ra nguyên nhân vụ cháy nói trên.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ cho biết rằng nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do phía tàu Trung Quốc trúng hai quả tên lửa đạn đạo mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phóng tối ngày hôm qua. Hiện thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị, cùng ngày, một số tờ báo nổi tiếng trên thế giới như tờ báo Hồng Kông, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, tờ báo Jakarta của Indonesia và tờ báo Tokyo của Nhật Bản cũng đồng loạt đưa tin về một vụ tàu đổ bộ của phía Trung Quốc, hay còn gọi là tàu sân bay thế hệ mới của Bắc Kinh, đột nhiên bốc cháy dữ dội, làm cho chính phủ của Bắc Kinh không kịp trở tay. Nguyên nhân thì đang được các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc điều tra và tìm hiểu. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng dù con tàu sân bay trên của phía Trung Quốc cháy do trúng tên lửa của Mỹ, của Nhật, của Anh, Pháp, Đức, Italia hay Tây Ban Nha hoặc là của Nga thì đó chính là cái giá mà phía Trung Quốc phải trả cho những hành vi ngông cuồng của mình. Khi trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi cho các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, có thể kể một loạt những tội lỗi mà phía Trung Quốc gây đau thương cho nhân loại. Điển hình nhất là việc phía Trung Quốc đã để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi lây lan ra khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, làm điêu đứng không biết bao nhiêu quốc gia, làm tan thương đảo lộn cuộc sống của biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Và điều quan trọng đó là phía Trung Quốc đã làm đứt chuỗi cung ứng sản phẩm trên toàn cầu, làm cho nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực lao đao, lâm nguy vì con virus mang tên Vũ Hán. Và cái tội tày đình đó Trung Quốc gây ra thì phải trả giá và nhân quả báo ứng đổ lên phía Trung Quốc. Chúng ta cứ nhìn hiện tại nước Mỹ, Ấn Độ và Indonesia thì biết rõ điều đó. Không những thế, chính phủ của Trung Quốc còn lợi dụng các nước đang có dịch bệnh để nâng mức giá bán khẩu trang, máy trợ thở, thiết bị y tế và bộ kit xét nghiệm COVID-19 lên với một mức giá trên trời, hòng thu về một lượng tiền khổng lồ cho chính phủ Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng rồi đây Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho những hành động thiếu nhân đạo nói trên của mình. Vì thế mà 1 hay 5 hoặc 10 tàu sân bay nữa của phía Trung Quốc cháy thì đó chính là cái kết không có hậu do chính Trung Quốc gây ra mà thôi. Có rất nhiều bạn đọc cho rằng Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục hứng chịu nhiều hậu quả, nhiều cái nhân quả báo ứng và gặp nhiều tai ương vạ gió bởi vì phía Bắc Kinh đã dám cho tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngay chính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành vi trên không chỉ bị các nước và cộng đồng trên toàn thế giới lên án, mà phía Trung Quốc còn phải chịu những hậu quả khôn lường từ việc nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Mỹ là nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu sân bay ngày hôm qua. Phía Trung Quốc đang rất tức giận, nghi ngờ và đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính Mỹ đã có những đụng độ căng thẳng với đối đầu nảy lửa với hải quân của Trung Quốc. Vụ gần đây nhất là Mỹ đã cho phá hủy một con tàu do thám của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông, do tàu này dám bám theo và xua đuổi một tàu khu trục của Mỹ khi hải quân của Hoa Kỳ điều tàu này tuần tra ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, một số quan chức khác cho biết thì Trung Quốc cũng đang nghi ngờ và đặt nghi vấn tới Ấn Độ và Tây Ban Nha, bởi vì hai nước này trong thời gian vừa qua cũng đã có những động thái như kết hợp với Mỹ để đưa tàu khu trục, đưa tàu sân bay, đưa tàu chiến vào Biển Đông, thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua cho biết, ông Hòa nói rằng tình hình hiện tại ở Biển Đông đang rất phức tạp khi trong những ngày gần đây, hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha liên tục có những cuộc đụng độ căng thẳng với hải quân Trung Quốc. Các nước nói trên liên tục điều tàu sân bay, tàu khu trục, tàu tuần duyên, tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa dẫn đường áp sát vào phạm vi đường lưỡi bò và bảy hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc và đã gây ra rất nhiều những mối nguy cho chính phủ của Bắc Kinh, đồng thời gây ra sự mất an toàn, an ninh cho tuyến hàng hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Vì thế, chính phủ của ông Tập Cận Bình cần có những biện pháp cứng rắn để trả đũa lại với cả những hành vi xâm lấn nói trên của Mỹ cũng như các nước phương Tây, thậm chí có thể tịch thu toàn bộ tàu thuyền hay là đánh sập tàu. Và ngay sau khi nghe lời phát biểu của Ngụy Phượng Hòa, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang rất tỏ ra hung hăng và ngông cuồng khi tiếp tục có những hành động lấn áp ở ngoài Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như các nước lên tiếng chỉ trích. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Hải quân Nhật vừa phát hiện một tàu sân bay tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đang lẩn vờn xung quanh quần đảo Senkaku, nơi mà cách đây 3 hôm đã xảy ra cuộc đụng độ giữa Hải quân của Nhật Bản và Hải quân của phía Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản ngày hôm qua cho biết tàu sân bay mang tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đã đi vào vùng biển Hoa Đông vào chiều ngày hôm qua và nó đang tiến sát vào lãnh hải, lãnh thổ của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay của phía Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển của Nhật Bản kể từ tháng 6 năm 2020.
Nhật Bản đang đưa ra mức độ cảnh báo cao bởi vì nó sẽ dẫn đến cái mức độ mất an ninh an toàn cho tuyến hàng hải và lãnh thổ của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của nước này nói rằng nếu như tàu sân bay Liaoning và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường khác của phía Trung Quốc tiến sát vào quần đảo mang tên là Okinawa và đảo Miyako, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã ra thông báo cảnh cáo đối với tàu thuyền của phía Trung Quốc khi lẩn vẩn tại vùng lãnh hải của Nhật Bản. Trong thời gian vừa qua, tại Nhật Bản nói rằng sẽ ra tay mạnh mẽ để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh nếu như nhóm tàu Liaoning và tàu chiến của Trung Quốc dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản cũng xác nhận số tàu trên của phía Trung Quốc đang lẩn vẩn ngoài khơi biển Hoa Đông, nơi giáp danh với lãnh hải của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó chưa xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và nếu như trong thời gian tới mà có những động thái gây hấn, bắt nạt hoặc là bành trướng tại vùng biển này, thì Bộ Quốc phòng của Nhật Bản sẽ cho phóng tên lửa để uy hiếp. Mặc dù mới chỉ phát hiện con tàu Liaoning và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường của phía Trung Quốc lờn vờn tại vùng biển Hoa Đông, nhưng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã lệnh cho các lực lượng liên quan tăng cường cảnh giới, cảnh giác cao độ, đồng thời nhanh chóng phân tích ý đồ của nhóm tàu phía Trung Quốc. Bộ này nhận định sơ bộ rằng có thể hải quân của Trung Quốc đang tập luyện để nâng cao khả năng khai thác tại các vùng biển ở xa phía Trung Quốc hoặc phía Trung Quốc đang nuôi ý đồ nham hiểm khi mà dám hăm dọa các đơn vị tên lửa đối không, đối hạm mà Nhật Bản vừa cho triển khai tại quần đảo Miyako vào từ hôm 26 tháng 6. Được biết, sau những cuộc đụng độ căng thẳng giữa Hải quân của Nhật Bản và Hải quân của Trung Quốc, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, đã lệnh cho quân đội không quân Hải quân của nước này liên tục trực chiến 24/24 giờ tại quần đảo Senkaku cũng như vùng biển Hoa Đông để nếu như phát hiện ra những động thái sai trái của phía Trung Quốc thì sẵn sàng phóng tên lửa để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại cho vùng biển Hoa Đông cũng như là quần đảo Senkaku một sự êm đềm như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và một cái tin mà rất nhiều bạn quan tâm tới Biển Đông cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á quan tâm, đó là việc một con tàu hải cảnh mang nhãn hiệu China-3302 của phía Trung Quốc đã xâm phạm trái phép vùng biển của Philippines. Tờ báo Manila của Philippines cho biết hôm qua đã xuất hiện một con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc tại vùng biển của nước này. Giới chức Philippines đang ra cảnh báo gấp và cho theo dõi sát sao những hành động đường đi di chuyển của con tàu hải cảnh phía Trung Quốc nói trên để đưa ra những phương án bắt giữ hoặc có thể đánh sập. Rất nhiều chuyên gia quân sự trên toàn thế giới cảnh báo rằng không thể nào mà tin được khi 10 hôm trước con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam thì hôm nay nó lại tràn sang vùng biển của Philippines để gây hấn và đe dọa. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác và đề phòng Trung Quốc trong giai đoạn này bởi vì một trong những tuyên bố mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã khống chế được dịch COVID-19 khi nó bùng phát trở lại vào tháng trước. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để phía Trung Quốc đem quân đội đi tuyên bố chủ quyền lãnh hải ngoài Biển Đông, cũng như là một số vùng biên giới giáp danh với 14 nước láng giềng xung quanh phía Trung Quốc. Vì thế, các nước phải đề phòng cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu nếu như phát hiện ra phía Trung Quốc có những hành vi sai trái kể trên. Theo các chuyên gia, thì tình hình Biển Đông cũng như là tình hình biên giới tại khu vực giáp danh với phía Trung Quốc trong thời gian tới còn rất dậy sóng. Hôm nay bất ngờ Trung Quốc nổi điên bắn hạ 6 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đông bất chấp bị Mỹ phản đòn quyết liệt. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, Hải quân của Trung Quốc đã bắn hạ 6 tàu sân bay USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ do quá ất ức vì bị các tàu của Hoa Kỳ chèn ép đến đường cùng. Cũng theo tờ báo trích lời của một vị tướng giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, khi phát hiện 6 tàu khu trục cỡ lớn của hạm đội 7 Hoa Kỳ tiến vào vùng Biển Đông, ở đây là tiến sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, Hải quân của Trung Quốc đã phát đi cảnh báo các tàu của Mỹ rằng Hải quân của Mỹ hãy cho rút ngay toàn bộ 6 tàu chiến nói trên ra khỏi vùng biển, ra khỏi giới hạn nguy hiểm cho các đảo nhân tạo và các khu vực quân sự của Trung Quốc ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ khai hỏa. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Hải quân của Trung Quốc, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng tốc đi sát đường biên nguy hiểm trên các căn cứ quân sự mà phía Trung Quốc đang đặt tại các hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài Biển Đông để răn đe cũng như gửi cho Trung Quốc một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Hải quân hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ đập tan các hòn đảo phi pháp này của phía Trung Quốc. Nhận thấy
thấy sự nguy hiểm sắp ập đến với các khu vực quân sự của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, Bắc Kinh ngay lập tức đã ra thông báo khẩn cấp rằng Hải quân của Trung Quốc được phép bắn hạ bất kỳ một tàu chiến hạm nào của Mỹ nếu như xâm phạm đến lãnh hải của mình. Ngay sau khi nhận lệnh các tên lửa mà Trung Quốc đặt tại các khu vực quân sự ở trên các đảo nhân tạo, kết hợp cùng đội tàu Hùng Dũng gồm 50 chiếc, bao gồm tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu chiến đấu và có cả tàu sân bay cùng lính thủy đánh bộ và máy bay ném bom, kết hợp với cả tàu ngầm mang ngư lôi đồng loạt khai hỏa vào 6 tàu chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc chiến xảy ra hết sức nguy hiểm và dữ dội do Hải quân của Mỹ có đội hình hơi mỏng và có phần lép vế so với đội hình đông đúc của Hải quân Trung Quốc nên 6 tàu chiến của Mỹ đã bị tàu của Trung Quốc bắn hạ. Tuy nhiên, trong lúc lâm nguy và căng thẳng nhất thì xuất hiện 5 tàu sân bay cỡ lớn của hạm đội Thái Bình Dương xuất hiện cùng với cả máy bay chiến đấu. Máy bay ném bom và lính nhảy dù đã bao vây và phóng tên lửa ầm ầm liên tục hạ gục các tàu của phía Trung Quốc, buộc phía Bắc Kinh phải ra thông báo ngừng bắn và cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi chiến sự nói trên. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, các tàu của Trung Quốc đã có những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Goman, đã nói về vụ việc trên như sau. Các tàu chiến của Trung Quốc đã tiến hành một loạt các động thái gây hấn trước và mỗi lúc một tăng cao khi các tàu chiến hạm của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ tuần duyên, tuần tra trên Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi không xâm phạm vào vùng biển của phía Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đi quanh các đảo nhân tạo được cho là phía Trung Quốc đang có những động thái xây dựng trái phép trên Biển Đông. Thì thật bất ngờ, Hải quân của phía Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu thuyền ra để hăm dọa hạm đội của chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đang đi tuần duyên trong vùng biển Đông Trung của thế giới chứ không đi xâm phạm lãnh hải của phía Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc đã ngay lập tức cho bắn một loạt các tên lửa được cho là từ các đảo nhân tạo và trên tàu của phía Trung Quốc và hạm đội của phía chúng tôi. Ngay sau đó, xung đột xảy ra căng thẳng. Chúng tôi xác nhận rằng cuộc va chạm đó không bị ảnh hưởng gì đến chiến hạm của chúng tôi. Chúng tôi phản bác thông tin từ phía Trung Quốc cho rằng hạm đội của chúng tôi đã bị phía Trung Quốc bắn hạ 6 tàu chiến là hoàn toàn sai trái. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi cuộc đụng độ xảy ra, hạm đội 7 hùng mạnh nhất thế giới của chúng tôi đã ngay lập tức điều thêm tàu sân bay USS và máy bay ném bom cùng lính thủy đánh bộ và lính nhảy dù đến để tiêu diệt hải quân của Trung Quốc. Rất may phía Trung Quốc đã ra thông báo cho rút quân, không thì trận chiến sẽ xảy ra và sẽ khiến ít nhất 10 tàu chiến của Trung Quốc sẽ bị bắn chìm ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, căng thẳng giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ đã xảy ra từ rất lâu rồi và trong thời gian gần đây được đẩy lên cao tới mức cao trào, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden liên tục điều các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay mang tên lửa dẫn đường và máy bay chiến đấu, cũng như các khí tải hiện đại bậc nhất trên thế giới, trực tiếp có mặt dày đặc trên Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh hãy cho dừng ngay những hành động ngỗ ngược và bành trướng vô lý trên Biển Đông đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Đáp lại những lời thách thức trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, mạnh miệng tuyên bố rằng Trung Quốc có toàn quyền trên Biển Đông và hầu hết các tuyến hàng hải ở ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa, đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn với bất kỳ ai, với bất kỳ nước nào có ý định xâm hại đến vùng lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo giới quan sát cho biết, theo lời ông Cảnh Sảng thì toàn bộ chủ quyền ở các hòn đảo lớn bé trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tức giận và muốn Mỹ dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ là hành động cưỡng ép gây hấn. Hành động đó nếu không kiềm chế sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh trên Biển Đông và chúng tôi nhất quyết sẽ không cho Mỹ rời đi một tấc đất, một hòn đá nhỏ trên Biển Đông và chúng tôi sẽ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ đến cùng biển đảo của chúng tôi ngoài Biển Đông. Còn theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho rằng, chúng tôi không bao giờ sợ Trung Quốc, chúng tôi vẫn tiếp tục cho tàu sân bay đi lại trên Biển Đông và sẵn sàng tập trận bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa khi cần thiết. Và nếu như hải quân của phía Trung Quốc ra gây hấn cũng như gây áp lực và làm nguy hại đến hạm đội của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng khai hỏa, nhấn chìm các tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, mặc dù có những xung đột gay gắt giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc, nhưng tàu sân bay của Mỹ vẫn tập trận trên Biển Đông thách thức Trung Quốc.
Các chỉ huy quân sự của Mỹ nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tạo nên nền tảng sự ổn định và có quyền tự do đi lại trên Biển Đông, bất chấp sự ngăn cản của phía Trung Quốc. Và cách 200 km ngoài khơi phía tây của Philippines thì chiến đấu cơ của Mỹ gầm rú trên không trung. Tàu USS Ronald Reagan đang tập trận ở ngoài Biển Đông, vùng biển mà tàu chiến Mỹ và Trung Quốc thường xuyên có những va chạm và xung đột để tranh giành vùng biển tập trận của nhau. Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu USS Ronald Reagan đang bị nhiều tàu của Trung Quốc bao vây xung quanh. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc lên tiếng phản đối và cáo buộc Mỹ rằng Hải quân Mỹ đang gây hấn với cả phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tham vọng của người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình là chiếm toàn bộ các biển đảo trên Biển Đông. Vì thế, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc bành trướng và ngang ngược trên Biển Đông. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền một cách trái phép trên Biển Đông, trái với cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1992. Đây là lo ngại ngày càng lớn ở Biển Đông, vì Biển Đông là nơi mà có khối lượng thương mại hàng hải trị giá 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài vị trí địa chiến lược quan trọng của quốc tế, Biển Đông còn là nơi trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, Mỹ thường xuyên tập trận trong khu vực, có lúc có sự tham gia của các nước khác để khẳng định quyền tự do hàng hải, cũng như răn đe phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, ngày càng có những lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tại Biển Đông. Các động thái của Trung Quốc từ nhiều năm nay như bồi đắp quân sự hóa trái phép các đảo đá, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò cho đến những tháng gần đây như điều đội tàu Hải Dương 9 xâm phạm vào vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Philippines. Hành động của phía Trung Quốc đã bị cộng đồng của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là trên toàn thế giới phản ánh một cách kịch liệt và trong tương lai, Trung Quốc sẽ còn khuấy động Biển Đông hơn rất nhiều, theo dự đoán của các nhà nghiên cứu cho biết. Và để đáp trả thì mới đây nhất, Mỹ đã đưa vũ khí mạnh bậc nhất tới cảng gần Trung Quốc. Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân USS Nevada ở đảo Guam được cho là gửi thông điệp tới các đối thủ với năng lực vượt trội của Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. USS Nevada, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, hôm 15 tháng 1 đã cập cảng ở đảo Guam. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới đảo Guam của tàu ngầm này kể từ năm 2016 và cũng là chuyến thăm thứ hai kể từ những năm 1980. Chuyến thăm nhằm củng cố hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện năng lực, sự linh hoạt, sẵn sàng và cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết. Tàu ngầm hạt nhân USS Nevada được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu có thể mang 20 tên lửa đạn đạo Trident, hàng chục đầu đạn hạt nhân. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cho phép nó hoạt động liên tục nhiều tháng dưới biển mà không cần nạp năng lượng. Trung bình, mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển 77 ngày với thủy thủ đoàn khoảng hơn 150 người. Lịch trình của các tàu ngầm hạt nhân trong hạm đội của Hải quân Mỹ thường được giữ bí mật. Sự bí mật xung quanh các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo khiến chúng trở thành thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, bao gồm các tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và các máy bay ném bom có khả năng mang hạt nhân như B-2 và B-52. Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh căng thẳng, leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan cùng với việc Triều Tiên tăng cường các vụ phóng thử tên lửa gần đây, Washington đã công khai hoạt động của tàu ngầm hạt nhân ở Guam, điều mà cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều không thể lường trước. Động thái của Mỹ gửi một thông điệp rằng dù có chú ý hay không, chúng tôi có thể đặt hơn 100 đầu đạn hạt nhân trước cửa ngõ của bạn mà bạn thậm chí còn không biết hoặc không thể hành động gì, Thomas Stugart, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết. Chương trình tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, trong khi hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ước tính gồm 6 chiếc của Trung Quốc vẫn lép vế so với Mỹ. Theo phân tích vào năm 2021 của các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc không có năng lực như các tàu của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Tai-094 của Trung Quốc gây tiếng ồn gấp đôi so với tàu ngầm của Mỹ, do vậy dễ bị phát hiện hơn. Ngoài ra, tàu này cũng mang số lượng tên lửa và đầu đạn ít hơn. Giáo sư Alessio Patalano tại Đại học King ở London cho biết bên cạnh thông điệp chính trị, sự hiện diện của USS Nevada trong khu vực còn cho thấy một ý nghĩa khác. Sự hiện diện của loại tàu này, nhất là trong các cuộc huấn luyện và tập trận, tạo thêm cơ hội quan trọng để học cách bắt sóng tàu của các nước khác trong khu vực. Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo loại tàu như vậy, còn Trung Quốc đã đưa một số tàu vào hoạt động.
việc Mỹ trau dồi các kỹ năng để săn tìm tàu nước khác cũng quan trọng không kém việc triển khai chúng như một biện pháp răn đe chiến lược, chuyên gia Pantaleo nói. Gần đây nhất, một tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm Guam là vào năm 2016 với chuyến thăm của tàu USS Pennsylvania. Các nhà phân tích cho rằng căng thẳng trên các khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể từ thời điểm đó và Washington sẽ còn thêm nhiều màn phô diễn sức mạnh quân sự như vậy trong môi trường hiện nay.